đấy. 20 tháng 10 xong phát là mọi người tăng động quá. Mọi người thả tim đi, thả tim đi để chúng ta bắt đầu nào. Mọi người lưu ý là chúng ta phải thả tim mạnh, mãnh liệt để cho lớp mình nó được sôi động hơn nha. Ichiban. Ichiban nha. Ichiban. Okite sugu ni koppu nani nani no mizu o nonda. Hay, sau khi mà tôi dậy xong ấy thì tôi sẽ cái gì đó luôn, tôi sẽ uống một cái gì đó luôn. Đúng ạ. Hay, câu này thì dễ rồi, cái từ này sẽ đọc là gì hả mọi người? Một cốc, hai cốc thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Ippai. Đúng không? Ichihai hay là ichibai hay là ippai hay là ippai. Đúng không? Ở đây ấy, thì nó chỉ có phân biệt là pai và bai thôi, thì ba ấy, thì chúng ta sẽ đọc là pai nhá, ippai. Được chưa? Chúng ta sẽ đọc hai bài. Chưa? Rồi, như bằng nani nani made ni daikin o haratte kudasai. Cái daikin này cũng là cái tiền phí thôi nha mọi người nhá. Daikin này có thể rằng là khi mà mình mượn hay mình sử dụng một cái mượn gọi là lên ta đữa, mượn đồ ấy, xong đó thì nó sẽ bị mất cái tiền thuế, tiền phí trả lại thì chúng ta gọi là daikin desu ne. Thì chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Hãy trả tiền thuế hay là tiền phí đến cuối tháng này, thì ở đây chúng ta có từ là gì? Cuối tháng đọc là gì ạ? So desu ne. Getsumatsu. Getsumatsu. Không có chữ chữ ở đây đâu nha. À không có chữ chữ nhỏ nha. Chữ này là sẽ là chữ lớn. Được chưa? Cuối tháng đúng không? Hãy trả tiền phí đến cuối tháng. Ok. Mọi người đúng nhiều không? Mọi người đúng nhiều. Mọi người phải thả tim đi nha. À, TikTok đó nó sẽ ưu tiên cho những cái kênh TikTok nào mà livestream mà sẽ được thả nhiều tim ấy. Thì lần sau ấy thì chúng ta sẽ, lớp của chúng ta sẽ nhiều bạn sẽ biết đến hơn. Hãy sao bằng気持ちを言葉で何々するのは難しい。はい。chúng ta có thể là thể hiện ra được. Ôi, mình nói luôn rồi. Cái việc mà thể hiện cái tâm lòng của mình bằng lời nói nó rất là khó. Cái câu này rất là hay nhá. Bạn nào mà hay kaiwa thì các bạn dùng cái câu này đi. Khi nào mà chúng ta không thể hiện ra được. Cảm ơn Minh Tuệ đã cho chị bông hoa nha. Ê, thì mình không tả ra được thành lời thì mình sẽ dùng cái từ hyogen. So desu ne. Không diễn tả ra được đúng không? Không hiện hiểu ra được. Trời ơi mọi người, hôm nay mọi người thả hoa cho mình nhiều quá. Hyogen, đúng rồi. Đáp án số 4 đấy ạ. 4 đúng không? Hyogen, không biểu hiện ra, không thể hiện ra được bằng lời. Đúng không ạ? Ok. Môn đây nhỉ. Cô apato no yachin wa tsuki 6万円 desu. Đúng không? Cái nhà này á, cái nhà trọ này ấy, thì cái tiền nhà trọ này ấy, thì là mỗi tháng sẽ mất 6 man. Đấy nhé. Cái nhà trọ này sẽ mỗi tháng sẽ mất 6 man. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái từ gì ạ? Yachin. Yachin sẽ là từ gì nhỉ mọi người? Ni bằng. À đúng rồi. So desu ne. Yachin desu. Đúng không? Tiền nhà của chúng ta sẽ đọc là yachin. Được chưa? Hai. Mọi người nhớ thả tim follow mình nha. Hai. Ni bằng. Ima no shigoto wa nihon e iku kikai ga oi. Cái từ kikai của chúng ta sẽ là từ nào mọi người? Kikai này là kikai của cơ hội chứ không phải là kikai của máy móc. Ở trong này thì mình nhìn thấy cái từ kikai của máy móc đây này. Thì đây ấy, thì cái từ kikai nó sẽ bằng với một cái từ nó là gì nhỉ? Chance. Đúng không? Katakana của nó sẽ là chance. Đúng không ạ? Cơ hội. Đúng không? Ichiban, so desu ne. Arigatou gozaimasu. Hai, ichiban desu. Tadashi desu. Cái gì nhỉ? Là cái công việc này của tôi ấy thì là có cái nhiều cái cơ hội, có rất là nhiều cơ hội để đi Nhật. Đúng không? Hai, san bang. Kono mondai wa ochitsuite yoku kangaereba wakaru hazu desu. Về cái vấn đề này ấy, thì nếu như mà là chúng ta bình tĩnh, chúng ta suy nghĩ kỹ ra một xíu ấy, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ hiểu. À, một cái câu một lời khuyên rất là hay đúng không? Hai, ochitsuite yoku kangaereba wakaru hazu desu. Đúng không? Suy nghĩ kỹ hơn một xíu đúng không? Yoku kangaereba. Ừ. Cái từ ochitsuku này mọi người có biết là ochitsuku của chúng ta sẽ có bao nhiêu ý nghĩa không? Ochitsuku. Bình tĩnh, bình thản lại. Nihongo de onegai shimasu. Nihongo de desu ka? Myanmar no kata desu ka? Bình tĩnh, so desu ne. Bình tĩnh. Hay nói một cách khác nó sẽ bằng một cái ý nghĩa đó là gì nhỉ? Hima. Hima. Tatoeba, ochitsuita ra renraku shite kudasai ne. Ochitsuita ra renraku shite. Liên lạc chỗ đấy, đúng không? Khi nào mà em rảnh ấy, thì em có thể liên hệ với anh. Trong cái trường hợp này nó sẽ là như kiểu là ví dụ như là chị vừa mới về nhà xong, đi làm về nhà xong hay là đi về nước xong ấy. Vừa mới về nước xong thì mình sẽ còn bận rộn đúng không? Thế nhưng mà ý người ta muốn nói rằng là em cứ về đi và sắp xếp công việc đi, và sau đó khi nào mà rảnh rỗi hay là thoải mái rồi ấy, thì liên hệ cho anh. Đúng rồi, Thảo Đô đi. Cảm ơn Thảo Đô đi nha. Thấy Thảo theo dõi chị quá trời luôn. Hình như livestream nào cũng vào đúng không?
ngồi ở suy tệ số đấy. Và cái từ bình tĩnh theo cái mang cái tính cách ra thì chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa nữa, đó là lúc nào anh rảnh thì anh liên hệ với em nha. Ok, môn đại sản man mà mô nạc ですね開会式が始まります。開幕cái quốc hội rồi đúng không? Chúng ta sẽ chuẩn bị khai mạc rồi đấy. Hay thì ở đây cái từ mà mô nạc cử, cái câu này thì mọi người sẽ được đọc ở bên trên, nghe được ở bên trên gì nhở, tàu điện rất là nhiều đúng không? Tuy ní, tuy ní là sẽ là ý nghĩa sẽ là gì nhở? Tuy ní sau tất cả mọi thứ cái gì đó thì cái gì đúng không? Yatto này là cuối cùng này thì sẽ là sau một cái nỗ lực của về A và sau đó thì chúng ta đã đạt được cái kết quả của về B, nó sẽ theo cái thiên hướng tích cực nha. Tô có nghĩa là gì nhỉ? Một cách bình tĩnh, ví dụ như là tăng lên một cách bình thường đúng không? Mô sư gự là ngay lập tức đúng rồi. Yông bang nha, mà mô nạc hajimarimasu đúng không? Sắp sửa là bắt đầu rồi đúng không ạ? Mà mô nạc, ok. 2 bằng Zen kok kara 1000 nin ijo no obo ga atta. Cái từ obo này là gì nhỉ? Obo, hay là chúng ta sẽ có một cái từ ghép nữa là obosha. Obosha có nghĩa là người ứng tuyển, ứng tuyển viên. Obosha. Được chưa mọi người, có nhanh quá không ạ? Trời ơi, các bạn xin đáp án của mình quá trời rồi, yêu luôn ạ. Thì hôm trước mình cũng đã bảo mọi người rằng là cái phần đề từ vựng này nó cũng dễ thôi, nên là mọi người ok thì mọi người làm đi, mọi người xin đề mọi người làm đi và sau đó thì lên đây làm cùng mình. Đó, đúng không? Thế thì có phải rằng là sẽ biết ra được kết quả nó sẽ đúng hơn không? Còn đâu thì đưa trước cho kết quả cho các bạn rồi thì các bạn sẽ làm xong, xong các bạn check xong thì chắc chắn là các bạn sẽ không cần mình nữa đúng không? Obo mới biết. Obo này là gì nhỉ? Obo là ứng tuyển nhá. Hoặc là chúng ta sẽ có một cái từ nào thêm với từ obosha này có nghĩa là gì nhỉ? Ứng tuyển viên, những cái người ứng tuyển đấy. Thì câu này chúng ta cũng có thể đại dịch là gì nhỉ? Trên toàn quốc ấy thì có tất cả rằng là gì nhỉ? Bao nhiêu nhỉ? Có tất cả là hơn 1000 người ứng tuyển đúng không ạ? Ứng tuyển thì nó sẽ bằng là ứng tuyển là bằng cái cách đó là đăng ký đúng không? Sanka là tham gia này, henji là trả lời lại này, sumon là hỏi, đáp vấn, hỏi đúng không? Và moshikomi thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ dùng năm mới làm được nhiều. Moshikomi nha, moshikomi đúng rồi, đăng ký đúng rồi, thế thì chị sẽ đi tăng tốc nha. Sang bảng, hôm nay lại là cuối tuần, ngày mai mọi người sẽ đi làm sớm đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đi nha. Sang bảng, yoyaku shinai de itta ga mise ga suite ita suku. À, Hoàng ơi em yên tâm cả, cái đề này nó gọi là mở màn cho bọn em thôi. Còn em sẽ sang cái đề mà 20 ngày gokaku thì em sẽ thấy rằng là nó khó vô cùng luôn. Nhá mọi người để ý cái đề đấy mà xem, nên là bạn nào mà nhận được đề rồi thì xem trước cái đề đấy đi nhỉ, nếu mà có thời gian. Yoyaku, cái từ suite de chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Aite ita, shimatte ita, hito ga okatta hay là hito ga sukunakatta? Đúng rồi, hito ga sukunakatta nhá. Suite ita có nghĩa là rất là ít người, đúng không? Quản lý ít người lắm. 4 bằng, kanozo no kangai kata wa itsumo unique. Đã, unique này ở mình thấy xuất cái từ này xuất hiện ở đâu ta? Unique. Hito to chigau, toku ni yoi hay là wagamama da, machigatteru. Cái đáp án này sẽ là gì nhỉ? Unique là đúng rồi, hito ga sukunai đúng rồi đấy. 3 bằng kana. 3 bằng wagamama. À, so? 本当に? 2 bằng cột. Hito to chigau có nghĩa là khác thường, khác lạ, khác với người, những người bình thường, hay cách nói cách khác rằng là nó sẽ lúc nào cái suy nghĩ của cái bạn này nó cũng là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Nha, tokuni yoi có nghĩa là rất là đặc biệt. Cái này rất là đặc biệt theo cái trường hợp gọi là tích cực. Wagamama theo cái hướng là ích kỷ hay là machigatteru. Machigatteru có nghĩa là gì nhỉ? Sai khác đúng không? Thì cái từ unique này thì chúng ta sẽ không phải là đặc biệt. Nếu mà đặc biệt thì nó sẽ dùng bằng với cái từ số 2 này nữa, bằng cái đáp án số 2 mất. Thì chúng ta phải dịch sang nó là một cách gọi là bá đạo ấy mọi người. Độc đáo hay là bá đạo. Tức là cái suy nghĩ của cô đấy á, nó luôn luôn khác người. Mình gọi là khác người nhá. Cái từ unique này. Luffy đúng rồi, độc đáo, đặc biệt. Hay có trong các chương trình người mẫu, người ta sẽ có một cái kiểu rất là độc đáo, gọi là đột phá hơn những cái người bình thường luôn đấy.
À, thì ở đây thì chúng ta sẽ có là gì? Đáp án số 1 nhá. Hito to chigau. Là tokyo ni yoi, đây là rất là đặc biệt theo cái kiểu là đặc biệt này gọi là đặc biệt theo kiểu bình thường thôi. Nó không có cái gì đó là quá vượt bậc cả. Wagamama là ikki, machigatte là sai và nhầm, đúng không ạ? Đúng ạ? Thì đây chúng ta sẽ gọi là unique, thì chúng ta sẽ dịch sang là độc đáo, bá đạo nhá. Nó khác người ấy, nó mang cái tính khác người. Unique. Được chưa? Mọi người, câu này mọi người ok chưa? Thêm cái từ unique và cái từ đồng nghĩa của từ unique đó là hito to chigau. Khác lạ, khác người nhá. Xin đề hả? Em liên hệ qua phở bò của chị đi và sau đó thì chị sẽ gửi đề cho mọi người nha. Hay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang mong môn đai số 4. Môn đai số 4 nha. Mọi người nhớ thả tim follow mình nha. Càng nhiều tim càng tốt mọi người ơi. Thả tim follow đi. Để chúng ta sẽ theo dõi hết cái chương trình này. Ok. Hay. Môn đai 4. Ở đây chúng ta sẽ điền từ vào chỗ trống đi nào. Chichi wa mai asa. 体重と血圧を測ってノートに何々している, đúng không? Cái mỗi buổi sáng nào thì bố tôi cũng sẽ đo cái nhiệt độ hay là cân nặng của mình để ghi vào cuốn sổ, đúng không ạ? Cái gọi là lưu lại hay là ghi lại vào cuốn sổ. Thế đây chúng ta có từ là gì nhỉ? Kyoku là ký ức, à ký ức no kaze. Kaze no kyoku. Kyoku no kaze. À có bài hát đấy đúng không? Ký ức của gió ấy. Kaze no kyoku đúng không? Ký ức, kijitsu này thì dành trong cái trường hợp mà chúng ta sẽ nói về một cái bài văn, bài viết gì đó, ví dụ thi viết chẳng hạn, đúng không? Thì cái từ này là từ nó kijitsu. Kinen là kỷ niệm, đúng không? Kiroku là chỉ đơn giản là chúng ta ghi vào thôi. Huyết áp. Thế vừa lại cô cũng nói huyết áp mà, hay cô nói gì đấy? Huyết áp với lại cân nặng. Thế vừa cô nói cái gì hả, Duyên? Ừ đúng rồi, kijitsu là huyết áp. Vừa nãy cô nói gì đấy? Đúng ạ, so desu ne, đúng rồi, từ này chúng ta sẽ đọc là kiroku nhá. Kiroku, chọn là đáp án kiroku. Ok, ghi lại, note lại trong cái cuốn sổ ấy. 2番, watashi tachi kyoudai wa kao wa niteru ga nani nani amari nitenai. Vừa nãy cô đọc là gì nhỉ? Cô đọc cái từ ketsuatsu này là gì đấy? Ừ, cái này là sẽ là gì nhỉ? Seikaku, seishitsu, seishitsu là tính chất, đúng không? Seibetsu là giới tính của chúng ta. Còn seno thì sẽ là gì nhỉ? Mang theo cái hữu, gọi là gì nhỉ? Bằng với cái từ kino của chúng ta ấy. Tính năng của nó, đúng không? À vừa nãy chị nói là nhiệt độ à? Xin lỗi. Tại là công ty hay phải đo cái nhiệt độ đấy. Komenasai kitsuatsu wa huyết áp nhá. Ôn độ. Đúng là công ty chị là hay phải đo nhiệt độ trước khi vào làm ấy. Cái thời corona. Xin lỗi. Đúng rồi, kitsuatsu nha. Kết quả. Ừ, thì đây thì chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, seikaku nha. Seikaku, đúng không? Không giống với tính cách như nào luôn. 3番. Kino no sakka no shiai no nani nani osete kudasai. À, yoso, tưởng tượng, đúng không? Cái này là yoho, này là thông báo, đúng không? Dự đoán, dự báo. Kekka, kết quả hay là kitsuron. Đúng rồi, sẽ là kết quả nhá. Hãy thông báo hay là hãy cho tôi biết cái kết quả của cái cuộc, là cái buổi đá bóng ngày hôm qua. So desu ne. Kantan chan, có thể N4 no janai. Nhỏ mọi người nhỏ, đúng không? Cái này như kiểu là N4 thôi, đúng không? N4 thôi, chết rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm, mọi người làm cái đề 20 ngày kia cho mình đi nha. Đấy, vậy nên là mình mới thử mọi người cái đề này thôi. Nhưng mà trong những cái trường Nhật ngữ người ta rất là hay làm cái đề này đấy. Hiện tại bây giờ người ta đang cho làm đề này rồi đấy. Nên là mọi người nên là làm dần đi nhá. Fuskamai kara netsu ga atte seki mo nani nani. Trời ơi, đơn giản quá. Seki mo, seki là dùng cái động từ gì ạ? Deru, so desu ne. Seki ga deru, ha, đúng không? Goban, ashita wa kai no nani nani kaiin ga atsumaru yotei desu. Yotera. Hay, ở đây ấy, thì chúng ta sẽ xuất hiện cái từ đó kai, có nghĩa là kai có nghĩa là hội thành viên, đúng không? Kai, đúng không? Thì ở đây có từ chim mự này là theo nhóm nhá, N3 lên nhá. N3. À, chim mự là theo nhóm. Như kiểu là phía mình, phe phe mình, đúng không? Menba này nó sẽ là cái hội, nó sẽ bằng cái từ thành viên của chúng ta ấy, kai. Nó sẽ bằng cái từ thành viên ấy. Chết rồi. Mình vừa nãy dùng cái từ kain ở đâu ra? Zen, tất cả mọi người chứ. Toàn bộ tất cả mọi người. Cái này sẽ bằng cái từ là gì nhỉ? Kain này này. Hội thành viên ấy, nó là cái chữ thành viên của chúng ta ấy.
Chết rồi, trời ơi, 5 bà chứ. Smen bà mới gọi là cây. Mình nhìn sai rồi. Cây. Cây. Còn number này nó chỉ đơn giản là số má thôi. Number. My number card của mọi người đấy đúng không? My number card của mọi người. Cái số mã số my number của mọi người. Member nó sẽ bằng cái từ là hội thành viên ấy. Thành viên đúng không? Group nó sẽ là nhóm. Ừ. So, na to me. Rồi xin lỗi mọi người, đọc sai rồi. Sửa sai rồi nha. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy nhỉ? Đúng rồi, đáp án số 3 nhá. Member. Ashita kai no member zen atsumaru yote desu. Cái từ này dễ đọc xong thấy từ kai quá. Đúng không? Buổi ngày mai ấy thì dự kiến rằng là tất cả những cái hội thành viên của chúng ta ấy, cái buổi hội đấy á, thì người ta sẽ tập hợp lại. Đúng không? 6 番. Ano kuruma wa sakki kara onnaji tokoro o nani nani mawatte iru. À, chúng ta sẽ học một chút về cái phó từ. Học một chút về một cái phó từ đây nào. Membazen, so desu membazen. Tất cả mọi người đúng không? Toàn bộ hội thành viên đấy. Toàn bộ thành viên sẽ tập hợp lại. Hay guru guru là vòng tròn đó mọi người. Xoắn, này xoay quanh gì đó. Goro goro này nó sẽ bằng cái từ là yukuri. Goro goro shiteru, đúng không? Goro goro yasumu. Bằng với cái từ yukuri. Như là chúng ta, hay là mình nhớ bằng cái cách này sẽ bằng cái từ là lăn lông lốc ở nhà ấy. Gọi là chúng ta sẽ ở nhà một cách thông thả, vui chơi đúng không? Butsu butsu thì chúng ta hay nói là butsu butsu. Nani butsu butsu yutten no, đúng không? Butsu butsu có nghĩa là lau bầu lầm bầm. Lau bầu lầm bầm cái gì đó. Ừ đúng rồi, goro goro. Và nó sẽ gọi là nghỉ ngơi. Nhưng hay nói cách khác rằng là gì nhỉ? Thông thả. Hay là cách nhớ của cái từ goro goro ngày này, ngày xưa bọn chị học sẽ là gì nhỉ? Mình ở nhà mình ngủ lăn lông lóc ra ấy. Konbanwa, chào thật thà. Guru guru mawaru, ok desu ne. Còn cuối cùng sẽ là maru maru, có nghĩa là gì nhỉ mọi người? Maru maru là gì? Maru maru nó chỉ đơn giản là đầy đủ rồi, hoàn toàn. Đúng không? Đều có. Đúng rồi. Guru guru nhá. Uầy, cái xe kia tại sao mà từ nãy giờ nó cứ lanh quanh ở chỗ một chỗ ấy nhỉ? Đúng không? Hai. Mondai go, kotowaru. Kotowaru ở đây là nó sẽ bằng ý nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta từ chối cái gì đó đúng không? Từ chối cái gì đó. Kotowaru. Kotowatteru. Ừ, từ chối. Trời ơi. Chối. Thì cái câu này á, thì là chúng ta sẽ từ chối một cái gì đó. Thì bây giờ mọi người nhớ rằng là cái Mondai Go này là mình không phải là mình cứ thế là mình chữa là mình chọn đáp án luôn không. Mà chúng ta sẽ sử dụng cái câu khác chúng ta thay thế vào nhé. À, 3 bảng, so desu ne. Nomikai no sasoi o kotowatta, đúng không? Tôi đã từ chối cái buổi mà tôi đã từ chối cái việc mà mời rủ đi nhậu, đúng không ạ? Thế thì tại sao đáp án số 1 lại sai nào? Đáp án số 1 chúng ta dùng là gì? Hasami de kami o. À rồi ôi, kitta đúng không? Tôi đã cắt giấy bằng kéo. Uta kashu ni naru yume o. Ồ, kore wa nan daru? Cái gì nhỉ? Ước mơ của tôi là muốn trở thành ca sĩ đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Nếu mà là dùng từ chối đang là akirameta. Akirameta đúng không? Tôi đã từ bỏ cái ước mơ mà trở thành ca sĩ rồi. Đúng không? Tôi sẽ từ bỏ. Tôi đã từ bỏ cái ước mơ trở thành ca sĩ rồi. Xin chào hơn 200 bạn đang xem livestream, mọi người nhớ thả tim follow để theo dõi mình hết cái chương trình chữ đề N3 đến tháng 12 luôn nha. Hay 4 番 ずっと続けていた piano の練習を. Ừ, cái này thì chúng ta hãy dùng là gì nhỉ? Chúng ta đã bỏ cuộc hay là bỏ đúng không? Yameta. Đúng không ạ? Yameta đúng không? À, tôi đã bỏ cái việc luyện tập piano mà tôi đã tiếp tục hay là tôi đã cố gắng từ trước đến giờ luôn. Desu ne. Arigato. 10月の20日いっぱい花もらった、そんなにないよみんなほとその時はね私ライブしてたんですよ。Thời gian chữ đề vào thứ mấy ạ? Thời gian chữ đề của lớp mình sẽ là vào thứ 6 chủ nhật lúc 21:30 trở đi em nhé. 21:30 trở đi giờ Nhật Bản, chị sẽ chữa đề vào thứ 6 và chủ nhật. Ok không mọi người? Mọi người nhớ nhé. Hay là thông thường là những cái buổi livestream như thế này, hay là những cái buổi livestream như thế này thì chị sẽ có những cái thông báo ở bên trong cái phần video ấy, mọi người vào đấy xem nhé. Hay, 2 bảng, setsuyaku. Setsuyaku chúng ta dùng được động, nên nó chính là đại danh động từ nhé mọi người nhé. Đó là
để tiết kiệm cái gì đó đúng không? Sịt giác cứ sử. Hay cái câu mà chúng ta hay nói nhất đó là tiết kiệm điện. Đúng không? Sách này tên là gì ạ? Sách này chính là Powadoru Enusan desu. Tiết kiệm, đúng rồi. Powadoru. Hay. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy ạ? Mọi người cho mọi người chọn đáp án trước và sau đó thì chúng ta sẽ đi từng câu một nhé. Đáp án số 4. 先月はたくさん買い物をしたので、今月は節約しようと思います。 Ồ, ý nghĩa あります nè. À, cảm ơn Sơn, cảm ơn Hoa, cảm ơn Hami. Mọi người chọn đáp án số 4 rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Thế thì cái câu số 4 này sẽ là gì nhỉ? Tháng trước, vì là tháng trước tôi đã mua rất là nhiều đồ rồi, cho nên rằng là tháng này tôi định là, đúng không? isようと思います, có nghĩa là tôi định sẽ tiết kiệm hơn, đúng không? Ừ. Thì tại sao câu 1 chúng ta lại sai nhá? ダイエットのため食事の量を節約してる減らす nhá mọi người nhá. 減らす. Cái từ 減らす này biết kiểu gì nhỉ? Quên mất cái chữ 減らす đấy rồi mọi người ơi. Cái từ giảm đó. Cái từ giảm đó. Nhớ được mỗi cái bộ thủy ở bên cạnh này thôi. 減らす. Nó chính là quên mất rồi, thế ra sự nha mọi người nhá. Vì là để tôi giảm đồ ăn xuống. Cái câu tame này thì mọi người dịch từ đằng sau lại cho nó trôi nhỉ. Tôi đã tiết kiệm hay là tôi đã giảm cái lượng đồ ăn xuống để tôi gì nhỉ? Tôi tự nhiên lại quên cái từ diet tổ này, chết thôi tôi. À, tôi giảm cân. So this, đúng rồi, cái từ hedasu nó là như vậy đó. Tự nhiên chị cũng quên cái từ hedasu này luôn. Đấy mọi người ạ, khi mà mọi người học nhiều ấy thì mọi người sẽ chỉ đọc được và hiểu được nó thôi, nhưng mà mọi người rất ít viết được nó luôn á. Ni bằng. 今夜7時にレストランを節約してください. レストランを何? Tối hôm nay thì cái gì đó. Lúc 7 giờ hả mọi người? Từ quán thì chúng ta sẽ dùng là từ gì nhỉ? 予約. So this, đúng rồi. Chúng ta sẽ đặt trước đi. 予約してください, đúng không? して, đúng không? Bạn hãy đặt trước cái quán ăn vào lúc 7 giờ tối hôm nay đi. 3 bằng. ちょっと寒いのでエアコンを節約してください. Cái trường hợp này là gì nhỉ? ちょっと寒いのでエアコンを. Cái câu này thì hơi ai mai, chúng ta có thể là dùng nó là gì nhỉ? Chose, có nghĩa là điều chỉnh nó, đúng không? Chắc là bạn ấy để nhiệt độ cao hay thấp quá thì bây giờ người ta muốn nói rằng là gì nhỉ? Điều chỉnh. Choseして. Choseしてください, đúng không? À đúng rồi, cảm ơn Luffy. Đúng rồi, cái từ chose này đấy. Yakusoku nha, yoyaku nha. Ừ, đúng rồi. So, à lộn hả? Trời ơi, quay xe nhanh quá trời luôn đấy. Ăn kiêng cô ơi. Ăn kiêng. Giảm cân. Ừ. Ok ạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúng ta lại sang đề số 2 nha. Tiếp theo sẽ là ngày số 9. Ngày số 9 nào, Monday Ichi. Dễ đúng không? Rồi cố gắng là chúng ta sẽ đi thêm, đi 3 ngày nha. 3 đề một lúc nha. Monday Ichi. 明日は駅の前で会いましょう. Đúng không? Ngày mai thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trước cái gì đó của nhà ga ta. Cái cửa này gọi là cửa gì? Cửa xuất vé đúng không? So desu ne, kaisatsu desu. Kaisatsu. Hôm nay chúng ta hay nói rằng là kaisatsu gucci, đúng không? Mọi người nhớ thả tim follow mình nha. Cửa xuất vé, đúng rồi. Cảm ơn 4 người đã tặng hoa cho mình, mặc dù là không phải là ngày 20 tháng 10. Cảm ơn tất cả mọi người. Ni bang. 事故の何々は眠り運転だったそうです. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà tai nạn ấy là nghe nói là ngủ gật khi lái xe, đúng không? Ngủ gật khi lái xe. 眠り運転だったそうです. Đúng không? Nguyên nhân ạ. Gen. So desu ne. Gen của chúng ta sẽ là gì? Gen in. Đáp án số 4 nhá. Nguyên nhân, đúng không ạ? Nguyên nhân dẫn đến cái việc. So desu. Hai. 3 bằng. Televi no news. Nani de sono jiken o shita. Đúng không? Tôi đã biết cái sự vụ đấy thông qua cái chương trình thời sự của TV. Đúng ạ. Thì ở đây chúng ta sẽ đọc là bangumi. Cái từ bangumi này mọi người ơi, cái từ bangumi này là của N4 ha. Bangumi chương trình, đúng không? Chương trình. Rồi. Televi bangumi. So desu ne. Televi bangumi. 問題2 nào. 欠席するときは必ず
Gạc cô ni lên lạc xe cửa sai. Đúng không? Lên lạc của chúng ta sẽ là từ gì ạ? Từ liên lạc là từ gì nhỉ mọi người? Khi mà vắng mặt đấy thì nhất định phải liên hệ cho trường học nha. Lên lạc của chúng ta sẽ là đáp án số mấy? Đáp án số 2. So that's net, đúng rồi. Đáp án số 2 là lên lạc, liên hệ, liên lạc, đúng không? Nhi bảng, Luffy arigatou gozaimasu. Luffy san te nihon, ya, nihon jin janakute, Myanmar jin desu ka? Nani jin desu ka? Nhi bảng, kono mise no shouhin wa subete kaigai kara yūnyū shita mono desu. Đúng không? Tất cả những cái sản phẩm của cái cửa hàng này thì tất cả đều là, toàn bộ là nhập khẩu từ nước ngoài sang. Desu ne? Shouhin của chúng ta sẽ là cái từ sản phẩm luôn, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ chọn đáp án shouhin này, đúng không? Shou còn đây là sẽ là seihin rồi, đúng không? 3 番 Nihon には 3 年前に観光で来たことがあります. Tôi đã từng đến Nhật. Tôi đã từng đến Nhật Bản với Tôi đã từng đến Nhật Bản tham quan du lịch vào 3 năm trước. Thì đây có từ kanko, đúng rồi, tham quan thì chúng ta sẽ có từ là gì nhỉ? Kanko này nhá. Kanko kyaku là khách tham quan, khách du lịch, các mọi người. Hai, so desu ne. Tsugi, mondai san. Trời ơi, hôm nay mọi người tích cực quá. Có vẻ là mình đi nhanh, mọi người rất là dễ làm hơn, đúng không? Tại vì nó dễ mà. 1 番, ani wa daigaku de keizai o manandeiru. Manandeiru này á, nó chính là của cái từ gì mọi người? Cái từ benkyo no, benkyo, đúng không? Cái từ manabu này này, đúng không? Anh trai tôi đã học cái ngành kinh tế ở trường đại học. Hay, thì chúng ta sẽ chọn từ đồng nghĩa là manandeiru. Chúng ta sẽ dùng cái từ là benkyo. So desu ne, benkyo suru. Desu ne, benkyo shiteru. 2 番, 友達と徹夜でいろいろな話をした. 徹夜 có nghĩa là thâu đêm, mọi người thâu đêm rất sáng luôn. 徹夜の仕事です. 徹夜で勉強してる. 勉強してました. 勉強しました. 先生chữ DN3 phải không ạ? Đúng rồi, Nguyễn Tuấn nhà đây là đang là DN3. Thì cái câu này là thâu đêm đây em. 徹夜 là thâu đêm rất sáng luôn á. Chúng ta hay có từ là gì nhỉ? Học thâu đêm luôn. 徹夜で勉強しました. Đúng không? Thì đây chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Yoru no Yoru no naka ni Yoru no aida ni gomen Mai ban tsuzukete Hera yoru osoku made Hera asa made nenai de. So desu. Cái câu này thì sẽ là câu số 4, sẽ đúng hơn nhất nhá mọi người nhá. Tetsuya có nghĩa là thâu đêm. Thâu đêm xuất sáng luôn, đúng không ạ? Chứ không phải là yoru osoku made nữa rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án số 4 nhá. Có nghĩa là bạn ấy sẽ thức đến sáng luôn, không ngủ. Thì anh chị em học mới được 25 bài, nhìn ngủ ngang. Ôi trời ơi, em học bài 25 bài thì cái này vẫn chưa làm được em ạ. Hơi khó nhá. Ít nhất là em phải học từ nó 4 trở lên. 3 bảng. Senshu yatto sotsuron. Sotsuron ga kansei shita. Kansei này là gì nhỉ? Ý nghĩa là gì nhỉ mọi người? Kansei. Yoru akeru. So desu ne. Đúng rồi, dekita. Đúng rồi. Nó sẽ bằng cái từ là gì nhỉ? Hoàn thành, đúng không? Ý nghĩa của nó sẽ là hoàn thành. Xong cái gì đó. Kansei shita. 4 bảng. Kion ga jōjō ni agatte kiteru. Jōjō này nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Dần dần nhá mọi người nhá. Hoàn thành, đúng rồi. Ý nghĩa sẽ là hoàn thành. Ở đây chúng ta có từ là sukoshi. Sukoshi zutsu. Một chút một, từng chút một. Dong dong là gì nhỉ? Dần dần. Chết rồi. Không biết được là các bạn gọi hay không. Dần dần. Yukuri. Yukuri là rất là bình, có rất là bình tĩnh, rất là đi rất là chậm, đúng không? Chậm rãi. Totemo hayai. So desu ne. Comment fan, Phương Phan có thể rằng là chị sẽ bị nói sai câu này đấy. Chính là gì nhỉ? Jojo này là chỉ từ một chút một. Tại vì đằng sau nó có cái từ đó gì nhỉ? Agatte kiteru, đúng không? Thì ở đây là jojo nó sẽ không bằng được cái từ dong dong đâu. Dong dong là dần dần lên 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 cái gì đó. Nhưng mà jojo này sẽ là skoshi thôi. Nó cũng tiến lên nhưng mà nó sẽ tiến lên một cách dần dần. Một xíu xíu thôi. Đúng không? Hay. Ok, don zut, skoshi zut nhá. Dong dong là dần dần, nó sẽ mạnh hơn cái từ skoshi này nha. Yukuri có nghĩa là chậm rậm rãi và totemo hayai có nghĩa là rất là nhanh luôn. Desu ne. Yonban wa niban janai yo. Skoshi. Skoshi zutsu, jōjō. Từng chút một.
Chắc là vừa nãy chị sẽ nói rằng là dần dần nên là mọi người nhớ thành sai đấy, bởi vì là cái từ này nó sẽ gần giống với cái từ đông đông á, nên là mình sẽ nói à, chào bánh bao sensei ơi, nở mấy đó, trời ơi cô tưởng là em từ trước giờ em vẫn vào xem livestream này mà. N3 em ạ, đang vẫn là N3 nha. Cô chỉ like N3 thôi để mọi người đỡ lẫn. Còn cô Nhi sẽ like N4 cho mọi người vào lịch 3-5-7 lúc 20h30 trở đi. Mọi người nhớ thả tim follow mình để theo dõi hết cái chặng đường này nha. Mondai yong, bây giờ chúng ta sẽ điền từ vào đi ạ. Sokuji no nani nani de denwa ga kakatte kita. Jidai. Nande jidai desu ka? Em ơi em có nhắn tin Facebook của sensei chắc là vẫn ok em nha. Đâu ạ? Sokuji no, ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Chiu căng là trung gian, cái này thì là trung gian rồi. Đúng ạ, trung gian. Chiu sinh là trung tâm đúng không ạ? Tục chiu là giữa chừng cái gì đó, là mứt chiu là chúng ta đáng đam mê vào một cái gì đó, chúng ta đang chú tâm, chú trọng vào một cái gì đó, đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ chọn đáp án số 3, đúng không? Sokuji no tochuu de denwa ga kakatte kita, có nghĩa là trong cái lúc, đang trong cái lúc mà mình ăn cơm ấy, thì có điện thoại đến, đúng không? 2番, nani nani dewa takusan no hito ga densa o matte ita. Cái câu này sẽ là gì nhỉ? Go được, chim mở và pu được và home. À, tại ở đâu đó đúng không? Tại ở đâu đó thì đang có rất là nhiều người chờ tàu đúng không? Chờ tàu. Thì đây chúng ta có từ đó gì nhỉ? Kanji đầu tiên sẽ là go được. Go được này là từ gôn đấy mọi người, vào gôn, vào đích của mọi người á. Đúng không? Gôn là đích. Chim mở của chúng ta sẽ là nhóm rồi đúng không? Tim đúng không? Pu được là bể bơi đúng không ạ? Hô được là hô mự là trên trong cái tòa nhà ga của mọi người thì có những cái chỗ đấy gọi là gì nhỉ? Cái chỗ chờ đợi, cái chỗ đứng chờ những cái chuyến tàu của mình ấy, thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Hô mự đúng không? So desu ne, 4番 hô mự desu đúng không ạ? Đang có rất là nhiều người chờ đợi, chắc là đang có cái sự kiện gì đó nên là người ta đang chờ tàu rất là nhiều đúng không? Chichi wa nani nani byouki ni kakatte kakatte mo hantoshi mo nyuin shite ru. Home eki đúng rồi. Chỗ nhà ga ấy, trước nhà ga. Trong nhà ga đấy. Ở đây chúng ta có từ atsui, omoi, takai và fukai. Atsui này là dùng cho cái phần sách hay là tệp giấy gì đó dày dặn đúng không? Omoi là nặng, takai là cao và cái từ fukai này có nghĩa là sâu. Đúng không ạ? Đúng rồi, thì có nghĩa rằng là gì nhỉ? Bệnh của bố tôi ấy bệnh nặng cho nên rằng là đã nhập viện khoảng độ nửa năm nay rồi. Đúng không? Yong bang, dozo. Tennai ni o hairi kudasai. Liên quan đến tôn kính ngữ đúng không mọi người? Tôn kính ngữ đấy ạ. Để ý cho mình là cái từ này thì chúng ta hãy dùng cái từ gì ạ? Kantan ni jittai ni okigaru. Okigaru. Ni và ote garu ni đúng không? Cái từ kantan đơn giản rồi dệt tay là nhất định rồi, thì cái từ oki garu ni này mọi người sẽ thấy rằng là cái cách nói lịch sự của người ta đó là gì? Anh chị đừng có ngần ngại đúng không? Đừng có khách sáo, vào đi ạ đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Đúng rồi, khách sáo đấy, ngần ngại đấy. Anh chị không cần phải tự nhiên chứ, dùng cái kiểu từ tự nhiên thì nó sẽ hay hơn chứ. Hay là thoải mái đi, vào một cách gọi là thoải mái đi, mái thoải đi. Cái từ này là cái cách gọi là gì nhỉ? Dozo hairi kudasai đấy nhá. Cách nói lịch sự trong những cái cửa hàng quán ăn thì người ta hãy dùng cái từ này, tôn kính ngữ. Cái này là gì nhỉ? Otegaru ni này là gì nhỉ? Là sẽ dành cho trong cái trường hợp mà chúng ta muốn nói rằng là gì nhỉ? Giới thiệu về một cái sản phẩm nào nó rất là dễ sử dụng thì chúng ta sẽ dùng cái từ này. Dùng cho những cái trung tâm hay là những cái cửa hàng nào đó người ta sẽ giới thiệu về sản phẩm. Ý là muốn nói rằng cái sản phẩm của người ta rất là dễ sử dụng. 5番 8時 desu yo. Dekake nai to okuremasu yo. Mình cứ quen là okurechau yo, ngần ngại. Ngần ngại là endio. Endio shinai de. Soro soro
sắp sửa đúng không? Dan dan là dần dần. Nakanaka, nakanaka này là sẽ có hai ý nghĩa, một là ý nghĩa là rất và nakanaka dekinai có nghĩa là mãi mà vẫn không được, đúng không? Maramada là vẫn chưa cái gì đó thì nghĩa rằng là gì nhỉ? Sorosoro đúng không? Hachiji desu yo. Sorosoro dekakenai to okuremasu yo. Trời ơi 8 giờ rồi đó. Con mà không nhanh chóng đi hay là sắp sửa đi là muộn đó. Đúng không? Đọc bảng Ototo wa haha to no yakusoku o nani nani asobi ni itte shimatta. Ở đây chúng ta có từ yakusoku này, cái này thì chúng ta sẽ định hình ra được rằng là gì nhỉ? Chắc là em trai ấy nó đã hủy cái cuộc hẹn của mẹ nó, đúng không? Cho mẹ leo cây, đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái từ ste hay là kuzushite, taoshite hay là yabutte. Đúng rồi, chúng ta hãy dùng cái động từ là yaburu nhé. Yakusoku o yaburu, đúng không? Yakusoku o yaburu. Steru là vứt bỏ đi. Kuzuru này là chúng ta phá hủy, phá hỏng cái gì đó. Kuzuru. Hay là mọi người có thể để ý rằng bạn nào mà làm trong konbini ấy, thì các bác người Nhật ấy, bác ấy muốn ryogai. Thì ryogai có nghĩa là đổi tiền, tức là đổi thành tiền lẻ cho người ta ấy. Thì ông ấy sẽ nói rằng là ta thuê bảo 1,000円 kara 1,000円 ni kuzushite kureru. Kuzushite kureru, đúng không? Thì người ta hay dùng cái từ này nhá, dỡ bỏ ra. Chào tất cả mọi người nha, chào 300 bạn đang xem livestream. Thế là ngày hôm nay là lớp mình là rất là đông đủ luôn, đúng không ạ? Mọi người nhớ thả tim follow để theo dõi lịch của mình sẽ livestream vào N3 từ đây đến tháng 12, sẽ vào thứ 6 và chủ nhật lúc 21:30 trở đi nhá. Hay kitsui nào, mondai go. Kitsui của chúng ta sẽ là gì hả mọi người? Mọi người liên hệ qua phở bò Hà Thị Tuyền để nhận file tài liệu này nữa nha. Hai bộ kho file tài liệu mình sẽ livestream từ tháng 10, từ bây giờ đến tháng 12 luôn. Kitsui có nghĩa là gì nhỉ? Kitsui này thì dòng dùng trong cái trường hợp nó sẽ mang theo cái kiểu chật hẹp, chật trội cái gì đó, nhưng mà nó sẽ mang theo hai thiên hướng. Một là về theo cái kiểu gọi là cảm giác của mình, ví dụ như mình mặc đồ chật. Cái thứ hai nữa là vì là người ta cho mình làm nhiều việc quá nên là mình cảm thấy là nếu mà đối với cái thời gian ngắn như thế này thì mình cảm thấy là kitsui, khó, đúng không? Chật hẹp hoặc là khó. Được chưa? Mỗi trường hợp thì nó sẽ dịch theo cái ý nghĩa khác nhau nhé. Mọi người chọn đáp án cho mình đi ạ. Kitsui này chúng ta sẽ chọn đáp án số 4 à. Các bạn chọn đáp án số 4 là nhiều. Futotta no de kono jubon wa mou kitsukute wa kitsukute hakenai. Không mặc nổi được nữa, đúng không mọi người? So desu ne. Futotta no de kono jubon wa mou kitsukute hakenai. Vì là béo lên rồi cho nên rằng là tôi không thể chặt và tôi không thể mặc được. Hạc cự, đúng không? Hạc cự là mặc, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển sang là hạc kê này, có nghĩa là không thể mặc nổi cái quần này vì là nó chật quá, đúng không? Đúng rồi, cảm ơn Luffy. Luffy chữ kan gì đấy đấy. Hạc cự này chúng ta sẽ dùng cho những cái gì mà chúng ta mặc vào ở bên dưới, ví dụ như là đeo giày, đeo tất và mặc quần, chúng ta dùng cái từ hạc cự được nha. Chào 1番 wa nan de dame de shou. Kono niku wa kitsukute kami kirenai katai nya. Katakute. Trời ơi, mình cứ bị biết sai. Katakute. Cứng. Được chưa? Ani wa osake ni nani nani ikura demo nomeru. Thì trường hợp này chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Tsuyokute. Nhá. Anh trai tôi vì là anh ấy rất là giỏi uống rượu bia, cho nên rằng là dù bao nhiêu đi chăng nữa anh ấy cũng có thể uống được. Kitsukute. Yaburu là không giữ lời. Mình sẽ phải đi cả cụm từ em nhé. Yaburu đó em xé rách, xé cái giò gì đó, đúng không? Nếu như mà chỉ nguyên động từ đấy, nhưng mà em phải đi được với là yakusoku. Yakusoku yaburu có nghĩa là phá bỏ lời hứa hay là bỏ cái cuộc hẹn của mẹ và sau đó thì đi chơi, đúng không? Phá bỏ, phá vỡ. Kono heya wa, so desu ne, kono heya wa semakute. Semakute. Kagu ga amari okenai desu, đúng không? Vì là cái nhà này nó rất là chật hẹp cho nên rằng là không có để được nhiều đồ cho lắm. Sensei đang dùng sách gì ạ? Sách này là cuốn Powadoru em nhé. Cái cuốn này sẽ là Powadoru của Enna-san desu. Xin chào 300 bạn đang xem livestream. Hiện tại các bạn đang xem chữ đề của N3 nhé mọi người nhé. Dạo gần đây thì mình thấy là mọi người liên hệ qua cái link ở bên trên cái kênh TikTok của mình ở bên dưới cái phần mô tả ấy, thì lên đấy nó sẽ liên hệ qua trực tiếp trang web của mình.
website của mình thì cái phần website đấy nó sẽ có cái phần đó là liên hệ qua page của mình luôn, thì các bạn có thể nhắn tin qua đấy thì mình cũng sẽ gửi được luôn nhé. Hãy kando, kando mình để xem nào. Kando này á thì là trong cái bài này thì chúng ta sẽ sử dụng được tất cả những cái từ liên quan đến cái từ kando. Kando này là gì hả mọi người? Đúng rồi. Arigato, cảm động nhá. Cảm động cái gì? Cảm động, xúc động. Đúng ạ. Thì đây mọi người sẽ chọn đáp án số mấy ạ? Mọi người chọn đáp án trước và sau đó thì mình sẽ đưa ra. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng câu một nhá. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng câu một. À, so desu ne. Ichiban wa nan de shou ne? Kare no hanashi wo kiita hito wa minna kando shite naite ita. So desu ne. Cái này sẽ là cái câu cảm động, đúng không ạ? Sau khi mà mọi người, tất cả mọi người nghe xong cái câu chuyện của anh ấy thì mọi người đã cảm động và khóc nức nở, đúng không ạ? Khóc, mọi người đã khóc, đúng không? Nay tê tạ nức nở là mình cho nó thêm vào cho nó gọi là phong phú và đa dạng hơn thôi. Thế thì câu số 2 tại sao lại sai này? Kono hon o yonda kando bun o kaite raishu made ni dashite kudasai. Chúng ta sẽ không phải từ kando mà là kanso nhá. À, cho người ta suy nghĩ, cho người ta viết cho chị một cái đoạn văn về cảm tưởng hay là suy nghĩ của em về cái cuốn sách này. Và hãy nộp cho chị vào đến tuần sau. Nộp cho chị đến tuần sau. Đến tuần sau sẽ phải nộp cho chị, đúng không? Kanso bun, so desu ne. Đúng rồi, sẽ dùng là kanso, cảm động ano, những cái suy nghĩ của mình nha. 3 番Mada chichai no ni ie no shigoto o tetsudatteiru nante kandou na kodomo desu. Cái câu này sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Trời ơi, bé xíu thôi. Trời ơi, mặc dù là còn nhỏ xíu thôi nhưng mà đã giúp việc nhà cho mình rồi. Không thể tin nổi, đây là một cái đứa trẻ con gì ạ? Đây là một cái đứa trẻ con gì? Kando này là không còn nói nhỉ? Ê, mọi người, cái trường hợp này thì chúng ta hãy dùng cái từ kanshin. Một trường hợp này, kanshin có nghĩa là cảm. Trong cái trường hợp này nó sẽ bằng cái từ đó là bé đấy, nó rất là nhiệt tình. Trong cái đoạn là bé xíu thôi mà nó đã biết làm việc nhà cho mình rồi, thì đồng nghĩa với cái việc đó là lớn lên thì nó rất là chu đáo. À, sunao na kodomo ii desu ne. Sunao na kodomo demo ii desu. Hay là mình sẽ bỏ ra là gì nhỉ? Otona rashiku, hay là otona rashiku na kodomo desu, đúng không? Hoặc là sunao, như bạn Đư Phi bạn ấy cho dùng cái từ đấy, là một cái đứa trẻ con rất là chu đáo, đúng không? Thanh khiết. Yong bang sensei ni wa itsumo osewa ni natte iru node kokoro kara. Cái từ này sẽ là dùng ở gì nhỉ? Kansha nhé mọi người nhé. Kansha. Khi mà mọi người cảm tạ từ ai đó ấy, thì mọi người sẽ dùng cái từ kansha. Kokoro kara kansha itashimasu. Trẻ con, là một cái đứa rất là tình cảm luôn đấy. Thì chúng ta hãy dùng cái từ kanshin. Kanshin là tình cảm á, nó rất là hay đúng không? Tình cảm hay nói cách khác là chu đáo, đúng không? Ok chưa mọi người? Và bây giờ chúng ta đã xong được cái đề số 9 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang ngày số 10. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần đề số 10 này. Và sau đó thì tạm thời thì mình sẽ cho mọi người nghỉ ngơi. Những bạn nào mà muốn tham khảo đề hay gì gì đó, hay là để mình tư vấn về những cái phần mà tài liệu ấy, thì mọi người hãy ở đến cuối live stream để sau đó thì mình sẽ cùng nhau trao đổi một xíu nhé. Môn đài Ichi nào. Ichi nào mọi người ơi. Chưa gặp Chiwako no dosokai ni shusseki shita. Cái câu này shusseki rồi, ô đơn giản quá, như cậu của không nhìn thấy hết của đơn thế hả? Shusseki shita. Shusseki của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Shusseki và ketsuki đúng không? Không có đáp án trước. À, ngày mai nếu như mà các bạn, nếu mà các bạn cần đáp án nhiều quá như vậy thì ngày mai chị sẽ scan gói đó và sau đó thì sẽ gửi mọi người. Mọi người nhớ theo kênh phở bò của chị nhá. Theo dõi kênh phở bò của chị và chị sẽ đăng, mọi người có thể thấy rằng là chị hay đăng đặng tài liệu của mọi người ở trên đó và chị sẽ gửi link ở bên dưới comment ấy. Thì các em chỉ cần ấn vào đấy là các em có thể là xem được cái phần tài liệu, được chưa? Được chưa nhỉ? Ok, hay. Nhá mọi người nhá, mọi người nhớ rằng là ngày mai chị sẽ đăng cái phần đấy, bởi vì chị sẽ phải scan lại cái phần đấy là mọi người phải mua sách thì nó mới có. Thì chị sẽ scan lại cái phần đấy và sau đó thì chị sẽ thông báo trên phở bò của chị nha.
Ok, hai sisiki đúng rồi, yêu bảng đúng không? Thì nhá, tôi đã tham gia cái buổi họp lớp trung học, thời trung học, đúng không? Họp lớp trung học. Như bảng, sakki made harete ita no ni nani nani ame ga furi dashita, có nghĩa là trời đột ngột mưa đúng không? Facebook của chị là gì ạ? Hà Thị Tuyền em nhé. Hà Thị Tuyền nhé. Ok chị ạ, thì chúng ta sẽ chọn là gì nhá? Totsuzen đúng không? Totsuzen. Đúng rồi, đột nhiên, đột ngột đúng không ạ? Đáp án số mấy mọi người? Totsuzen. Đáp án số 4 đúng không ạ? Totsuzen. 2. Đột nhiên, đột ngột. 3 bảng. Sumimasen ga Ito-san ni nani nani o onegai dekimasu ka? Kênh phở bò là kênh. Kênh phở bò là kênh. Kênh phở bò là kênh. Ép bà. Kênh Facebook. Chết mất thôi. Dengon, so desu ne. Ở đây chúng ta sẽ có từ là dengon nhé, có nghĩa truyền tải lại, truyền đạt lại đúng không? Dengon đáp án số 4 đúng không? À, xin lỗi nhưng mà nhờ anh chị, làm phiền anh chị có thể rằng là truyền đạt lại cho anh Ito được không ạ? Đúng không? Truyền đạt lại cho anh Ito được không ạ? À, môn đai số 2 là kenko no tame mainichi undou suru yō ni shiteru. Undou suru yō ni shiteru mọi người. Dạ em cảm ơn. Facebook nha. Tại vì là nếu mà nói như thế là kênh Tok Tok người ta đọc được ấy em ạ, nên là chị mới phải nói sang cái kia. Undo của chúng ta sẽ là vận động đúng không? Ở đây chúng ta có mẫu ngữ pháp này đúng không ạ? Undo suru yō ni shiteru, nó ở ngay cái bài đầu tiên của cuốn Mimi Kara của Anna San luôn đúng không? À, hàng ngày tôi cố gắng đúng không? Tôi cố gắng hay là thường xuyên là sẽ vận động đúng không ạ? Undo đáp án số 3 đúng không? Undo shiteru. Vì sức khỏe đúng không? Ừ. 2 bảng. Cono ocha wa totemo atsukute nomenai. Atsukute là nóng đúng không ạ? Cái từ nóng trong cái trường hợp mà dùng cho cái đồ ăn này thì đồ uống này thì chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy ạ? Trời ơi mọi người, khi hôm nay mọi người comment mọi người học quá trời luôn. Cảm ơn mọi người. Sổ. À, trời ơi. Bạn nào chọn đáp án số 2 nhỉ? Đáp án số thì gặp mặt Sobetsuka là tiệc chia tay. Ôi trời ơi, thế là Luffy là người Việt à? Đúng rồi mọi người nhá. Mọi người ơi, Atsui này là dành cho cái ví dụ như là mang theo cái tính chất của mình, không biết tả cái câu đấy tiếng Việt của mình như thế nào, nhưng mà nói về ví dụ cảm giác của mình là nóng, nóng nói về thời tiết được không em? Còn nếu như mà muốn nói về độ nóng của đồ ăn thì chúng ta sẽ phải dùng đáp án số 3 được chưa? Đúng rồi, chúc mừng mọi người, đáp án số 3 đúng đấy. Trời ơi, quá trời luôn mọi người, phân biệt đỉnh của chóp luôn nha. Nếu mà nói nóng là về đồ ăn thì phải dùng cái từ nhiệt này này. Đúng rồi, atsui là dễ dùng cho cái thời tiết. Atsui này thì lại dùng cho một cái cuốn đồ sách vở gì đó nó dày dặn đúng không? Atsukute. Sanban. Hi ga kieta ka dou ka kakunin shite kara heya o dete kudasai. Đúng không? Đã tắt bếp chưa? Ê, em phải check xem là đã tắt bếp chưa rồi mới đi ra khỏi nhà nha. Đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái từ khắc cư nhiên, chúng ta sẽ là cái từ xác và từ nhận luôn đó mọi người. Atsui là nóng, là thời tiết. Atsui là đồ vật. Atsui này là từ hậu dày. Sugoi nè. Arigato gozaimasu. Xác nhận, đúng rồi, đáp án số 4 nhá. Xác nhận, gọi là check xong nha. Check xem là em đã tắt lửa chưa, tắt bếp chưa, rồi sau đó thì mới đi ra khỏi nhà nha. San, mondai san ikimasu ne. Trời ơi, lớp mình năng động quá. Cảm ơn Luffy nha, Luffy nhiệt tình quá. Mọi người để ý những cái câu nào mà chúng ta sẽ sử dụng những cái ý nghĩa khác nhau thì Luffy có comment cho chúng ta rồi đấy. Hầu như là lần nào có những cái bài live stream như thế này là mình cũng có một cái bạn gọi là rất là nhiệt tình ở cái đoạn đó, là sẽ comment từng đáp án một, cái ý nghĩa của đáp án một để cho các bạn có thể là nắm bắt được. Kono kono machi wa 10 nen mai to kurabete sukkari kawatte shimatta. Đây, cái từ sukkari trong cái trường hợp này là ý nghĩa theo ý nghĩa hoàn toàn của mọi người đây. Hoàn toàn được chưa? Và ý nghĩa một nữa sẽ là gì nhỉ? Từ sản khoái đúng không ạ? Sản khoái hôm trước mình có nói đúng không? So desu ne. Đúng rồi. Đúng ạ. Cái thì trong cái trường hợp này chúng ta hãy dịch sang ý nghĩa đó là gì nhỉ? Toàn bộ đúng không ạ? À, cái con phố này thì so với 10 năm trước thì nó đã thay đổi hết rồi. À, không nhìn thấy hết à, chị xin lỗi nhá.
toàn bộ, thì ở đây chúng ta có từ skoshi một chút, subete là tất cả, toàn bộ, dai bự là khá là nhiều, kekko cũng là khá và nhiều. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái từ gì ạ? Sẽ dùng cái từ gì nhỉ? Sảng khoái là sappari. Sảng khoái là sappari. Trời ơi, em lại tham khảo lại cái từ sappari đó đi. Cái từ sappari cũng có ý nghĩa sảng khoái, nhưng mà ý nghĩa sảng khoái, cái từ sappari đấy nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng khi hướng về tính cách này, tính cách thì cô đấy sẽ là một cái người gọi là rất là chỉnh chu và gọi là gọn gàng này. Nhưng mà nói về gì nhỉ? Vị của đồ ăn, vị của đồ ăn á, thì nó lại là mang cái ý nghĩa đó là gì ạ? Rất là thanh. Rất là thanh, ý là sẽ là ngon lắm. Sukkiri là sảng khoái. Sukkari mới gọi là toàn bộ đúng không mọi người? Trời ơi chết mất thôi, mình lại bị, đúng rồi, mình lại nhìn nhầm cái từ này, xin lỗi mọi người, đúng rồi đấy. Sukkiri mới gọi là sảng khoái, còn đây là sukkari nhá. Sukkari là toàn bộ, là tất cả mọi thứ đó. Đúng rồi, ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án số 2, toàn bộ. Đấy, hôm trước mọi người cũng cãi nhau cái từ này chỉ vì là mình nhìn nhầm cái từ sukkari và sukkiri nhá. Đây là sẽ là sukkiri, chết thôi. Sukkiri sẽ là sảng khoái. Có mỗi hai cái từ sukkiri và sukkari thôi. Nhi bằng, arigato gozaimasu, đúng rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hami, cảm ơn Hami đã nhắc chị nha. Seikai. Nhi bằng, watashi wa classic ongaku ni kanshin ga aru. Ở đây sẽ là gì nhỉ? Tôi có rất là quan tâm, hay là tôi rất là chú ý, hay là tôi để ý đến cái nhạc cổ điển ngày xưa, đúng không? Ở đây là nhạc cổ điển nhá. Cổ điển. Trời ơi, đấy. Nhạc cổ điển. Classic, kanke, kyoumi, jishin hay là chisuki, đúng không ạ? Thì cái từ kanshin này nó sẽ bằng cái ý nghĩa đó là gì nhỉ? Có hứng thú hay là có cái gì đó. Đây xem. Có hứng thú về cái gì đó, quan tâm về cái gì đó. 3 番, konnani chance wa mou nido to nai daro, đúng không? Cái cơ hội hiếm có như thế, cơ hội như thế này thì chắc là sẽ không có lần thứ hai đâu ạ. Live stream đến mấy giờ ạ? Chị sẽ live stream đến 11 giờ kém, trước 11 giờ chị sẽ live stream hết cái đề này là thôi đấy em ạ. Mọi người nhớ thả tim follow để mình theo dõi hết cái chương trình này nha mọi người. Mọi người nhớ thả tim follow, mình sắp kết thúc rồi đấy, nên là mọi người hãy thả tim follow. Và mọi người nhớ theo dõi qua phở bò Hà Thị Tuyền của mình để mình nhận tài liệu nha. Bên đấy là mình hay đăng tài liệu, tặng tài liệu cho mọi người, tổng hợp cho mọi người rất là nhiều luôn đấy. Từ hôm đấy là mình sẽ đăng được gần 2 tháng nay rồi. Ichiban hả? Thôi, chance, vừa bài trước sẽ xuất hiện cái từ kikai này xong đúng không? Kikai là cơ hội, mình sẽ bằng cái từ chance. Kofuku là hạnh phúc. Monogatari là chuyện cổ tích. Và jiken là sự kiện gì đó đúng không? Sự việc gì đó, vụ việc gì đó. 4 番, これからの予定が多少変わりそうです。đúng không ạ? Từ bây giờ ấy, thì cái dự định ấy, thì nó sẽ có một chút thay đổi. Đúng không? Thì ở đây chúng ta dùng từ 少し, とても, 多分, hay là もしかしたら. Thoải mái, dễ chịu đấy. Trời ơi, Luffy. Đó, mọi người xem cả cái comment của Luffy nhá. Xem cả cái comment của bạn Luffy. Bạn ấy comment cho mình rất là nhiều nữa. Luffy ơi, bạn có thể là comment thêm cho mình được cái từ sappari nữa là đẹp. Cái từ sappari. 1 番, 少し, これから, so desu ne. Nó, 多少 này nó sẽ là cái từ nhiều và từ chút. Nhiều và từ nhiều và từ ít đúng không ạ? Thì ghép lại nó chỉ bằng là từ 少し thôi. Nó rất là hài ở cái đoạn đấy đúng không ạ? 少し. Từ nhiều và từ ít nhưng mà ghép lại nó lại chỉ bằng là chút chút thôi. Cười quá trời. Mọi người nhớ học xong cái phần này. Đăng ký học như thế nào ạ? Em có thể là liên hệ qua phở bò Hà Thị Tuyền của chị và sau đó thì chị sẽ trao đổi với em được không? Mọi người nếu mà còn luân tiện, mọi người có thể là liên hệ qua phở bò Hà Thị Tuyền của mình để chúng ta có thể là trao đổi được nhiều hơn nhé mọi người nhé. Cảm ơn Minh Mạnh. Minh Mạnh hình như bây giờ đang đứng top 1 của xem livestream hàng đầu này. Minh Mạnh này, Văn Đức và Công Sơn lần lượt đứng thứ 1, 2, 3 luôn. Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ liên hệ qua app Hà Thị Tuyền để nhận kho tài liệu nha. Sappari là hoàn toàn bộ. Sappari nó sẽ thiên hướng về một cái tính cách nữa.
nó sẽ có một cái ý nghĩa về tính cách nữa. Thì tính cách, nếu mà nói về tính cách thì sẽ là gì nhỉ? Là một cái người rất là chỉnh chu, hay nói cách khác là rất là gọn gàng ạ. Nói chung là sẽ thiên hướng về cái phần tích cực. Có Facebook không cô? Em liên hệ qua đây đi, mọi người nhớ lịch trình của mình nha. Mọi người muốn nhận tài liệu từ N5 đến N1 free đi, hay là nói cách khác là hiện tại bây giờ mình đang tặng hai cái cuốn bộ đề để live stream từ tháng 10 đến tháng 11 ấy, tháng 12 ấy, thì mọi người cũng liên hệ qua đây để mọi người nhận tất cả cái phần tài liệu này đều mình tặng free hết. Mọi người lưu ý rằng là mọi người có nhắn qua top top này thì nó không có hỗ trợ mình gửi link. Mình gửi link các bạn cũng không nhận được. Cho nên rằng là các bạn chỉ có thể liên hệ qua đây, chịu khó liên hệ qua đây hộ mình một xíu. Mình nghĩ rằng là bây giờ các bạn chỉ cần đánh cái chữ Hà Thị Tuyền thôi là nó sẽ ra có tích xanh nhá. Có tích xanh 49k follow á. Và mọi người nhớ hộ mình cái lịch trình livestream của mình. Lịch trình livestream N3 của mình sẽ là vào thứ 6 chủ nhật lúc 21:30 Nhật Bản trở đi. Còn hiện tại bây giờ N4 thì cô Nhi đang livestream của thứ 3, 5, 7 lúc 20:30 giờ Nhật Bản trở đi. Nên là mọi người nhớ rằng là học cô Nhi hay học Kanji xong sẽ vào luyện đề của N4. Còn các bạn theo dõi cái lịch của N3 thì sẽ theo dõi vào cái lịch này của mình, đó là thứ 6 chủ nhật lúc 21:30 trở đi. Và đều livestream trên TikTok của Hà Tuyền này nha mọi người nha. Vậy nên là mọi người nhớ thả tim follow để theo dõi hết chương trình này nha. Nhớ là qua đây để nhận tài liệu và xem trước hộ mình cái đề 20 ngày đi, nó rất là khó. Nó sẽ không có dễ như cái cuốn đề này đâu mọi người ạ. Cái cuốn đề này là khá là dễ đấy. Ok chưa? Rồi đấy, thì thoảng cho mình 30 giây quảng cáo hết giờ. Muốn đây không? Mọi người nhớ nha. 1番 試合は時間を何々して行われた。延長。Tại sao lại thành idol thì tớ không trêu cậu nữa. Cái gì đó? Sự bà đi á, à chị nói là sập cơ, sập bà đi. Thì ở đây chúng ta có từ là gì nhỉ? En cho hay là en ki, ki tai hay là chien. Thì ở đây á, thì cả bốn cái từ này nó đều có ý nghĩa rất khá là hay. En cho là chúng ta kéo dài cái thời gian đó ra. En ki là chúng ta gọi là cũng là kéo dài, nhưng mà kéo dài cái kỳ hạn này ra nhá. Nó sẽ theo kỳ ạ, ví dụ như là kỳ 1 thì chuyển sang kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4 chẳng hạn, theo kỳ hạn. Khi tay là chúng ta đang kỳ vọng vào cái gì đó đúng không? Và cái từ chien này thì bạn nào mà đi tàu mà các bạn đến trường ấy, đi tàu mà bị trễ tàu, sau đó thì ở nhà ga ấy, thì người ta sẽ có một cái chỗ mà người ta để cái từ, cái tờ giấy để mọi người cầm cái tờ giấy chứng nhận là giấy muộn này đúng không? Thì nó chính là cái từ chien này. Chien shomesho cái gì đó đúng không? Giấy chứng nhận. Chien shomesho. Đúng rồi. Thì nguyên cái từ này không ấy, thì nó sẽ là nobasu. Tha động từ nhá. Đây là tha động từ nobasu, jikango nobasu, có nghĩa kéo dài cái thời gian ra. Nhưng mà nếu như mà nói vào, nói chung vào thì nó sẽ đọc là encho suru. Encho, kéo dài cái thời gian ra. Được chưa? Cái gì đấy, cãi nhau cái gì đấy? Hà My với lại Minh Trần, hai bạn thích nhau à? Cái gì đấy? Đặt sau tài liệu 20 ngày sau đi ạ. Không, nhưng mà chị sẽ phải live stream hết cái cuốn này, và sau đó thì nhảy sang ngày 20 đấy nhá. Sẽ cuốn 20 đấy khó chị em ạ. Chị thấy mọi người lần trước chị có, nhưng mà chị lại like trên một cuốn đấy, thì sau đấy các bạn đi thi về các bạn sẽ comment cho chị rất là nhiều, đó là các bạn đấy trúng tủ ở trong đấy rất là nhiều, mặc dù là khó. Còn những cái từ dễ này thì mọi người lại bỏ qua đúng không? Đúng rồi, ở đây chúng ta hãy dùng cái từ encho nhá. Encho shite okonawarete iru, đúng không? Cái buổi thi đấu đấy nó đã kéo dài thời gian ra rồi. 2 番 30 年後自分が何をしてるのかできない感想 cảm động đúng không? Cảm tưởng, cảm nghĩ. 想像 là tưởng tượng, 理想 là lý tưởng, 発想 này là gọi là gì? Bằng cái từ đó là gì? Sáng tạo đúng không? Sáng tạo hay là ý tưởng, idea đúng không ạ? Thì ở đây mọi người sẽ chọn đáp án số mấy nhỉ? Làm sao để đến lúc đấy làm xong được 20 đề hả cô? Xong được chứ? À xong cái 20 đề đấy thì không xong được em ạ. Nó sẽ vào tầm độ được 14 đề. Đến ngày 15 là xong. Ok cho mọi người, đúng rồi nhá. Sozo deki nai. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi không thể tưởng tượng được rằng là 30 năm sau ấy thì bản thân tôi sẽ làm cái gì. Đúng không ạ? Mọi người nhắn tin cho chị quá trời luôn. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ thả tim follow và liên hệ với chị. Ở bên chị có một bạn zét tin nhắn luôn, nên là các bạn cứ liên hệ qua đó nhá. Sam bằng nào. Kono kusuri wa zutsu ni. Zutsu là gì nhỉ? À, lên cơn đau đầu. Nếu mọi người biết đây là lên cơn đau đầu, lên cơn đau bụng thì sẽ là gì?
Lên cơn đau bụng là gì? Bạn nào đọc đánh hộ mình cái tự lên lên cơn đau bụng là gì nhỉ? Lên cơn đau đầu và lên cơn đau bụng. Ừ, thì đây sẽ là gì nhỉ? Cái thuốc này hôm trước chúng ta học cái từ này rồi đúng không? Có hiệu nghiệm. À, phục cư tự, đúng rồi, phục cư tự nó sẽ thay cái từ gì nhỉ? Thay cái từ atama này thành sang cái từ đó là gì? Onaka của mọi người, thì mọi chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Phục cư tự, đúng không? Hay đúng rồi, kỳ cự nhá. Cái thuốc này thì nó có tác dụng rất là rõ rệt cho cái việc mà chúng ta lên cơn đau đầu. Ok, yong bang nào. Ano futari wa 3 nen nani nani kara kekkon shita sou da. Nghe nói rằng là hai cái người kia đấy thì người ta đã gì đó, đúng không? Người ta đã gọi là gì nhỉ? Xong và sau đó thì người ta đã kết hôn, đúng không? Niatte được, đây là những cái động từ mà đi với cái từ hợp. Nhưng mà hợp này là hội. Cái từ này, riêng cái từ này là hội. Niatte được là giống nhau, đúng không? Deatte được có nghĩa là gì nhỉ? Deatte được là một cuộc, hôm qua, hôm trước chúng ta xuất hiện cái từ này rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Một cái cuộc gặp gỡ tình cờ thôi, đúng không? Shiriai, shiriatte được có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta biết nhau, quen biết nhau, quen biết. Tsukiatte được có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta hẹn hò, đúng không? So des, đúng rồi. Trong cái chuyện tình cảm ấy, mà mọi người gọi là hẹn hò với nhau trong thời gian dài thì chúng ta sẽ dùng cái từ tsukiau. Tsukiau nhá. À, hai cái người đấy thì đã hẹn hò với nhau 3 năm và sau đó thì đã kết hôn, đúng không? Nghe nói là như vậy. Hai, 5 番. あの人は口が何々から何でもみんなに話してしまう。Đúng không ạ? Cái người kia là một cái người gì đó kín miệng hay là nặng miệng hay là gì, nhẹ miệng hay là ngắn miệng hay là nhanh miệng đó, cho nên rằng là dù cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ nói hết cho tất cả mọi người đều biết thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng đó là gì nhỉ? Đúng rồi, kuchi ga gì? Kuchi ga gì mọi người? Kuchi ga hayai hả? Kuchi ga hayai hả? Thật không? Ôi trời ơi, kuchi ga hayai là cái từ gì? Kuchi ga hayai là chỉ đơn giản rằng là chúng ta đọc nhanh thôi nhá. Trời ơi, chết tôi mất thôi. À nhưng mà cũng thi thoảng có những cái từ các bạn không biết thì nó cũng hay đấy. Kuchi ga hayai có nghĩa là chị đọc nhanh á, đúng không? Đúng không? Mọi người hay nói rằng cô ơi, cô đọc chậm hơn một xíu đi. Mà cô đọc nhanh thì chúng ta sẽ đọc là kuchi ga hayai. Còn kuchi ga karui, miệng nhẹ này, chúng ta đọc miệng nhẹ nhưng mà ý có nghĩa rằng là bạn này bạn ý bong bóp cái mồm đấy. Ừ, đúng rồi, một nhá. Bạn ấy hay bô lắm, bạn ấy không giữ kín được cái gì đâu. Cho nên là cái gì bạn ấy cũng sẽ nói hết với mọi người thôi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là kuchi karui nha. Không kín miệng. Câu số 6 nào. Nani nani shinagara kare ni moratta prezento o aketa. Xem, soro soro là sắp sửa này. À. 4. Bạn giỏi quá. Ôi giời ơi, hai bạn ơi. Hai thanh niên đang làm cái gì đấy trời? soa soa này là gọi là kiểu hoang mang lo lắng, không biết được là như thế nào đấy. Không biết được ra sao. Còn wai wai là gì nhỉ? Là một cách là chúng ta hay nói là gì nhỉ? Nói chuyện một cách rầm rộ với nhau, rôm rả. Ví dụ như là wai wai saberu. Wai wai saberu. Các bạn ấy nói chuyện một cách là rất là rôm rả. Đúng không? Có cần mình phải ấy không? Rôm rả không biết được đúng chính tả không nha, nhưng mà nói là rất là gọi là gì nhỉ, náo động, sôi nổi, đúng không? Hay chúng ta hay đi với cái từ saberu, nói chuyện một cách rôm rả. Soa soa là gì nhỉ? Hoang mang, lo lắng, đúng không? Hoang mang, nghe cái bài hoang mang là thấy hoang mang luôn, đúng không? Waku waku là gì nhỉ? Hồi hộp, đúng không ạ? Em nhìn nhầm thành ôi oai, oai oai nhá. Chết em. Thảo Doni có rất là nhiều bạn là bạn hay để ý lỗi chính tả của chị lắm, nhưng mà không ngờ là em còn cũng bị lỗi chính tả như chị đấy. Thi thoảng chị cũng hay bị nhìn nhầm á. Chị cũng hay bị nhìn nhầm lắm, Thảo Doni ạ. Nên là không sao, em nhìn nhầm, chị còn nhìn nhầm nữa, không chỉ là em. Không sao, chúng ta nhìn nhầm là chuyện bình thường. Nhưng mà thi thoảng nhìn nhầm như vậy thì các bạn phát hiện ra thì mới vui, đúng không? Yông bằng ở quá cự đó là gì nhỉ? Hồi hộp, đúng không? Tôi vừa hồi hộp và vừa mở cái quà đã nhận được từ anh ấy ra. Quá cư hoa cự, hồi hộp nhá. Hồi hộp, nóng lòng mở ra lại thấy được cái chiếc nhẫn thì thôi rồi, đúng không? Nóng lòng. So this, trời ơi, lớp mình giỏi quá. Cái đề này thì đơn giản quá rồi, đúng không? Imanimo là bây giờ cũng. Đến hiện tại bây giờ cũng, mọi người ạ. Không sao Thảo ạ. Không sao đâu. Ha, các
hai bạn yêu nhau nhiều mọi người chưa nói đâu. Khác hai bạn yêu nhau nhiều cái mọi người chưa nói đâu. Trời ơi, đang là cái chỗ học mà còn yêu đương yêu đủ gì ở đây nữa. Trời ơi, chán quá. Đừng có thả cơm này cơm nọ vào đây nhá. Đừng có thả cơm mèo cơm mỉu vào đây nhá. Hay nào, tiếp đi mọi người. Imanimo là bây giờ cũng đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy ta? Hay đáp án số 2. Có bạn đã chọn đáp án số 2 và có bạn nhà. Thế thì bây giờ chúng ta, ôi dồi ôi, lại có bạn chọn bạn chọn đáp án số 3 rồi. Ok. Câu này chị thấy rằng là mọi người cho ra đáp án sai dùng rất là nhiều, đúng không? Thì bây giờ thì mình sẽ đi nha. Câu này ấy, thì là câu này ấy, thì là có hai cái đáp án này. Chị nghĩ rằng là mọi người sẽ phân vân rất là nhiều này. Phân vân rất là nhiều, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhá. Cái câu số 1 này, ima ni mo sawa o abita tokoro. Cái này sẽ là ima nhá. Ima, đúng không ạ? Bây giờ tôi vừa mới, đúng không? Mẫu chúc veta tokoro, vừa mới tắm xong, đúng không ạ? Câu số 2 nè, sono onna no hito wa ima ni mo nakidashi sou datta. À, cô ấy á, thì bây giờ cô ấy cũng trông có vẻ là cũng muốn khóc đấy. Bây giờ câu này chị thấy là cũng đúng này, đúng đấy. Câu này sẽ là đáp án số 2 chứ nhỉ. Đáp án số 4 là gì? Sono toki no koto ima ni mo. Sono toki no koto wa ima ni mo. Ima ni mo, ima de mo. À đúng rồi, cái câu này nếu như mà phân biệt ra ấy, thì là mình sẽ dùng là ima de mo thì dùng đúng hơn chứ. Không phải là ima ni mo, bây giờ cũng, mà là hiện tại bây giờ trông có vẻ là người ta cũng vẫn nhá, cũng vẫn cái gì đó. Thì trong câu này chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Cái chuyện cái đợt đó, cái chuyện cái đợt đó ấy, thì bây giờ tôi cũng vẫn nhớ rõ ra, nhớ được cái đó, nhớ rõ luôn. Ima de mo yoku oboetemasu. À, câu số 3 nào. Daiji na hanashi ga aru node ima ni mo kochira ni kite kudasai. Thì câu này thì chúng ta sẽ không phải là ima ni mo, là ima sugu. Sugu, hoặc là sugu đi, sugu. Kochira ni kite kudasai. Đúng không? Vì là chuyện đó là một cái chuyện rất là quan trọng, cho nên rằng là anh chị hãy đến ngay đây. Đúng không ạ? Đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn đáp án số 2 nhá. Đáp án số 2 sẽ là đúng nhất. Ý muốn nói rằng là cô đấy là gì nhỉ? Cái chuyện đó đến thời điểm bây giờ ấy, cô đấy cũng có vẻ là muốn khóc. Như có cái này ấy, thì chị có thể tưởng tượng được rằng là có một cái câu chuyện gì đó khá là kanashi, rất là buồn ấy. Cho nên là bây giờ mà có nhắc đến cái câu chuyện đấy thì chị đấy cũng có vẻ là vẫn muốn khóc. Đúng không? Vẫn muốn. Stress là gì nhỉ? Stress của mọi người đúng không? Stress, áp lực. Đúng không ạ? Áp lực này là, áp lực là một cái gì đó mà kiểu gọi là ngoài cái gì đó tạo ra mình, tạo ra thì chúng ta gọi là áp lực. Đúng không ạ? Mọi người sẽ chọn đáp án số mấy của cái câu này? Stress, đúng rồi, stress. Đáp án số mấy được mọi người? Mọi người nhớ thả tim follow mình nha. Ima ni mo sắp có vẻ xảy ra cái vấn đề gì đó. Bây giờ cô đấy cũng trông có vẻ cũng. Ima ni mo. Sao lại bây giờ mới ima ni mo giờ? Câu số 2 rồi. Sang câu số 2 đi nào. Stress. Mensetsu no toki wa kanari stress wo moratta. Stress morau là không có nói nha. Cái stress này là nó từ ở bên trong, hay từ một cái việc gì đó áp lực lên mình thì mình sẽ tạo ra cái stress này. Đúng không ạ? Thì này sẽ là kanari kincho suru chẳng hạn. Đúng không? Kanari kincho shiteru, đúng không? Khi mà men ấy, khi mà phỏng vấn á, là tôi rất là hồi hộp. Đúng không? Nibang, koromo no kitaku ga osokute totemo stressu shita. Cái gì đấy? Cái gì nhỉ? Cái việc mà về nhà ấy, cái đứa trẻ nó về nhà ấy, con nhỏ về nhà muộn ấy, thì tôi rất là lo lắng nhá. Shinpai, đúng không? Kitaku nó sẽ nói chung đó là đi về nhà. そうですね、人間関係ね、ストレス。そう、節。あ、蓄。これなんか言ってたね、蓄節が。3番、
最近会社の人間関係にストレスを感じている。Thì câu đáp án số 3 này thì mọi người thấy có hợp lý không? Đúng rồi, chuẩn luôn. Đáp án số 3 đấy. Cảm giác như đúng không? Gần đây thì tôi có cái cảm giác bị stress về cái mối quan hệ. Đúng không? Mối quan hệ của con người với con người trong công ty. Đúng ạ. Hay. Stress だった. Cái câu này thì không phải là stress mà là đúng rồi, sabishi. Sabishi hoặc là shock. Mình bị sốc á. Shock đúng không? Shock suru cũng có dùng nhá, shock suru hoặc là shock. Shock desu. Shock datta. Đúng ạ. Rất là bị sốc luôn. Đúng không? Stashi hito ga totuzen nakunatte shock deshita. Shock deshita. Rất là sốc. Ây da, ごめん. Arigatou gozaimasu. Da follow nhà sáng tạo. Cảm ơn tất cả mọi người.